Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin Dự báo giá tiêu ngày 22 tháng 11 năm 2021 được phát trên kênh ZQYS. Lời đầu tiên về bản tin Dự báo giá tiêu ngày 22 tháng 11 năm 2021. ZQYS muốn gửi cho quý vị và các bạn cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý liên quan đến giá tiêu ngày hôm nay như sau. Thời gian qua, giá thu mua hồ tiêu không đồng nhất tại các địa phương, thậm chí các đại lý trong cùng địa phương. Có đại lý thu gom mức cao, có đại lý tỏ ra thờ ơ, bởi những nơi thiếu hàng, buộc phải thu gom ở mức cao, nơi mua đầu cơ thì ghìm giá. Lâu nay giá hồ tiêu vẫn luôn là một cuộc đấu trí giữa bên mua và bên bán. Trước sức mua lớn vào, để đáp ứng nhu cầu cuối năm ngày càng cao, cùng lượng cung xuất khẩu của nước ta không còn nhiều, nên các chuyên gia tự tin giá tiêu trong nước sẽ phá mốc 95 triệu đồng tấn trong thời gian tới. Xu hướng mở rộng diện tích trồng tiêu khi được giá cũng ghi nhận ở đa số địa phương có thế mạnh về trồng hồ tiêu. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, người dân không nên cứ thấy giá tiêu tăng cao, có lãi là ồ ạt trồng. Thay vào đó, người trồng tiêu nên tập trung chăm sóc vườn tiêu hiện có theo hướng hữu cơ, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương dự báo nếu đà tăng giá tiếp tục diễn ra và khi đạt mốc 95.000 đồng 1 kg trở lên, thì có thể lượng hàng tồn từ 2 đến 3 năm trước đây sẽ được bán ra thị trường. Theo ước tính, lượng tiêu đầu cơ có thể được giải phóng lên tới 40.000 tấn. Không những thế, giá xuất khẩu hạt tiêu chạm ngưỡng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và đã đưa hạt tiêu trở thành một trong những điểm sáng. Trong hoạt động xuất khẩu, nông, lâm, thủy sản của Việt Nam mang lại thu nhập cao hơn cho người trồng tiêu sau nhiều năm khó khăn do giá suy giảm. Đối với thị trường hồ tiêu trong nước, các đơn vị xuất khẩu đẩy mạnh gom hàng, phản ánh thực tế của một số thành viên trên các diễn đàn hồ tiêu, có địa phương còn bán cao hơn giá tham khảo trên mạng. Theo dự báo, giá tiêu sẽ tiếp tục đà tăng trong những tháng cuối năm do sản lượng hạt tiêu của Việt Nam cũng như một số nước sản xuất hạt tiêu lớn như Brazil, Indonesia giảm mạnh vì bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Theo như thống kê và báo cáo của các tỉnh thành gửi lên cho thấy, giá thu mua hồ tiêu tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam ngày hôm nay đang ghi nhận quanh mức thu mua từ 82.500 đồng 1 ký cho đến 87.000 đồng 1 kg. Cụ thể về bảng giá thu mua hồ tiêu trên toàn quốc ngày hôm nay như sau. Tại tỉnh Đắk Lắk, giao dịch ở mức 83.500 đồng 1 ký cho đến 85.500 đồng 1 kg. Còn về tỉnh Gia Lai, ghi nhận từ 83.000 đồng 1 ký cho đến 85.000 đồng 1 kg. Đối với tỉnh Đắk Nông, được thương lái thu mua trong khoảng 83.500 đồng 1 ký cho đến 85.500 đồng 1 kg. Còn về giá thu mua hạt tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay, được ghi nhận là 85.000 đồng 1 ký cho đến 87.000 đồng 1 kg. Với mức giá này, thì Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là tỉnh dẫn đầu giá thu mua hồ tiêu trên cả nước hiện nay. Bên cạnh đó, Bình Phước đang ổn định với giá thu mua hạt tiêu hiện nay từ 84.000 đồng 1 ký cho đến 86.000 đồng 1 kg. Cuối cùng là tỉnh Đồng Nai, tiếp tục giữ mức giá thấp nhất của cả nước hiện nay là 82.500 đồng 1 ký cho đến 84.500 đồng 1 kg trong hôm nay. Đối với ngành hồ tiêu Việt Nam, chịu ảnh hưởng nặng nề từ làn sóng COVID-19 đã khiến hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn. Bên cạnh đó, giá xuất khẩu của Việt Nam tăng nhanh và mạnh trong các tháng đầu năm nay, khiến cho một số nước có xu hướng chuyển sang nhập khẩu hạt tiêu từ Brazil. Trong thời gian này, các thị trường giảm nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam bao gồm Hà Lan, Pháp và Nhật Bản. Bên cạnh đó, tốc độ nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ từ Việt Nam tăng thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung. Bù lại, ngành hạt tiêu Việt Nam cũng đã khai thác tốt các thị trường Đức, Nga, Anh, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng mạnh vào dịp cuối năm. Điều này sẽ tác động tích cực lên giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh nguồn cung nội địa gần như đã cạn kiệt và nhiều khả năng lượng hàng đầu cơ từ những năm trước sẽ được bán ra. Theo số liệu thống kê từ cơ quan của Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu hạt tiêu của nước này trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt xấp xỉ 41 triệu đô la Mỹ, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc từ Việt Nam trong thời gian này tăng 10,9%, đạt 12,52 triệu đô la Mỹ. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 25,66% trong 9 tháng đầu năm 2020 lên 30,54% trong 9 tháng đầu năm 2021. Trong những tháng đầu năm 2021, dung lượng nhập khẩu hạt tiêu của Anh ở mức cao và tương đối ổn định. Đồng thời,
mức tiêu thụ bình quân đầu người ở Anh có xu hướng tăng. Do đó, đây được xem là thị trường tiềm năng lớn đối với các nhà xuất khẩu trên thế giới. Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế, nhập khẩu hạt tiêu của Anh trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt 41,65 triệu đô la Mỹ, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, chi giá nhập khẩu hạt tiêu của Anh từ Việt Nam đạt xấp xỉ 16 triệu đô la Mỹ, tăng 43,9%. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Anh tăng từ 29,1% trong 8 tháng đầu năm 2020 lên 38,36% trong 8 tháng đầu năm 2021. Nhu cầu nhập khẩu tăng cao và lợi thế về Hiệp định Thương mại Tự do đã tạo điều kiện thuận lợi để ngành hạt tiêu Việt Nam gia tăng giá trị và thâm nhập sâu hơn vào thị trường Anh. Như vậy, có thể thấy nguồn cung không còn nhiều, dù Việt Nam gia tăng nhập khẩu tiêu từ các nước, nhưng cũng chỉ chiếm 10% so với xuất khẩu. Qua đó cũng thấy, nguồn hàng xuất khẩu của các nước cũng không còn nhiều, điều này sẽ tiếp tục đẩy giá tiêu tăng đến cuối năm. Do vậy, các chuyên gia dự báo, giá tiêu tháng 11 năm 2021 là quãng thời gian mà giá tiêu đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ sau tháng 10 tăng nóng. Có thể đỉnh sẽ rơi vào cuối năm, đầu tháng 12, các đại lý đẩy mạnh bán tháo hàng hóa để thu lời. Đà suy giảm của giá tiêu còn được lý giải bởi nguyên nhân nền kinh tế lớn nhất châu Á, cũng là thị trường quan trọng của hồ tiêu Việt Nam đang giảm tốc vì COVID-19. Dựa trên giá một số mặt hàng trọng yếu và giá giao dịch tàu biển suy sụp cho thấy, đà tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc đang chậm lại. Do đó, sức mua cuối năm của thị trường này sẽ không mạnh như mọi năm. Ghi nhận thực tế, hiện lượng hàng mà thương lái Trung Quốc mua mới chỉ bằng 3/4 so với mọi năm. Do đó, nếu thương lái Trung Quốc hạn chế sang mua để chuẩn bị cho dịp lễ Tết, giá tiêu sẽ vẫn tăng nhưng không quá mạnh, tối đa 100.000 đồng 1 kg. Ngược lại, nếu Trung Quốc tăng cường đơn hàng, giá tiêu thậm chí vượt mốc quan trọng 100.000 đồng trên kg. Do đó, sự suy giảm từ thị trường Trung Quốc thời gian qua cũng là một phần nguyên nhân khiến giới đầu cơ muốn chốt lời nhanh ngay khi chạm mốc 90.000 đồng 1 kg. Theo các cơ quan quản lý và chuyên gia đều nhận định, giá hạt tiêu toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu tăng cao vào dịp cuối năm. Đối với đại lý và giới đầu cơ thì đây là thời điểm chốt lời. Còn với người dân là tâm lý chờ đợi giá tốt để bán nhằm trang trải công nợ tiền phân bón v.v. Hiện giá hồ tiêu tăng lên, người trồng tiêu không còn bị lỗ và khả năng sẽ có giá tốt hơn trong tương lai. Nhưng theo chuyên gia, ngành hàng này vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Khi giá cước vận chuyển xuất khẩu ở mức cao do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chi phí nguyên liệu đầu vào cũng đang gây ảnh hưởng đến lợi nhuận. Xu hướng mở rộng diện tích trồng tiêu khi được giá cũng ghi nhận ở đa số địa phương có thế mạnh về trồng hồ tiêu. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, người dân không nên cứ thấy giá tiêu tăng cao, có lãi là ồ ạt trồng. Thay vào đó, người trồng tiêu nên tập trung chăm sóc vườn tiêu hiện có theo hướng hữu cơ, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. Rick Hugh White xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin giá tiêu ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và nhấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá tiêu mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và bình an. Mến chào và hẹn gặp lại!